Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Cuộc sống của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ trước khi về Việt Nam gặp con. Những ngày qua, thông tin Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đoàn tụ cùng con gái là Vi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đó qua Mỹ định cư, cô bé ở quê nhà với mẹ là diễn viên Mai Phương. Sau khi Mai Phương mất vào năm 2020, La Vi được hai cô bảo mẫu chăm sóc. Trong 3 năm, Phùng Ngọc Huy không về Việt Nam khiến anh đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây trong một chương trình giao lưu với diễn viên Thúy Nga, ca sĩ Lưu Gia Báo đã chia sẻ về khó khăn mà Phùng Ngọc Huy phải trải qua ở Mỹ. Cả hai đối mặt bản thân gắn bó nhiều năm qua khi định cư tại xứ người. Giọng ca anh đã hiểu tình em kỹ rằng trong 8 năm xa xứ, Phùng Ngọc Huy đã phải đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống. Có giai đoạn Phùng Ngọc Huy lần lượt mất người thân ở Việt Nam, trong đó có Mai Phương nhưng lại không thể làm gì. Con cũng không gặp được, điều đó khủng khiếp lắm, ca sĩ chia sẻ. Chứng kiến bản thân chịu đựng tổn thương, suy sụp và thị phi. Nhưng khi lên tiếng giải thích, Lưu Gia Báo cảm thấy xót xa. Có nhiều thông tin sai lệch, tôi thấy em bị hiểu lầm rất tội. Nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích, nam ca sĩ than thở. Không chỉ chịu áp lực về tinh thần, Lưu Gia Báo cho biết Phùng Ngọc Huy còn có gánh nặng về kinh tế khi báo lành cho con gái sang Mỹ định cư. Diễn viên cống mặt trời tranh thủ bán hàng online trong những lúc không có show ca hát. Phùng Ngọc Huy phải đi việc làm và nổi tiếng để chốt đơn, giao hàng cho khách. Có ngày, bản thân của Lưu Gia Báo chỉ ngủ được 5-6 tiếng. Hiện tại em tập trung cho công việc kiếm tiền bán hàng để lo cho bé. Hai cha con qua Mỹ, em sẽ chở bé đi học, dù có vất vả cùng muốn có được vất vả đó, Phùng Ngọc Huy từng nói với Lưu Gia Báo hồi đầu năm nay. Anh ra mắt ca khúc Không Đâu Bằng Nhà, bày tỏ niềm thương nhớ con. Lời bài hát có đoạn chân này, chẳng vì, nhưng con ơi, hỡi chờ, đã đem đến cho đường tương lai, khiến khán giả xúc động. Hiện tại diễn viên 8X đang ở Việt Nam, quay quần bên gia đình và con gái. Tuy nhiên anh chưa đưa bé là vì sang Mỹ, ngay vì nhờ thủ tục. Đoàn tụ báo lạnh, dự kiến tháng 10, Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam quê nhà đón con gái qua. Thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi và đang nằm điều trị bệnh viện thực hiện khiến nhiều người bàng hoàng. Bạn trai cũ của cô là Phùng Ngọc Huy cũng sốc khi biết tin. Không chỉ vậy, trong tin này hoàn toàn gánh mẹ đơn thân nuôi bé là vì con chung của nữ diễn viên và Phùng Ngọc Huy. Được chia sẻ, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích nam ca sĩ bỏ bê con Mai Phương. Một số fan còn vào trang cá nhân của nam diễn viên để nói những lời không hay khiến anh phải khóa bình luận. Do nhiều thông tin thất thiệt và bị chỉ trích quá nhiều, Phùng Ngọc Huy mới đây đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình, chia sẻ vì câu chuyện của Mai Phương cũng như giải lý vì hiện tại anh vẫn chưa thể về Việt Nam để thăm mẹ con của La Vi được. Gửi tất cả những người bạn và những người đang quan tâm đến chuyện của Huy và Mai Phương trong những ngày qua, đây là lần đầu tiên và lần duy nhất Huy lên tiếng vì việc này, bởi vì lúc này điều quan trọng nhất không phải là Huy mà là sức khỏe của Mai Phương và cuộc sống của bé là Huy. Những ngày qua Huy rất áp lực và nhiều chỉ trích, thậm chí chửi rủa và kêu tẩy chay. Và cho đến giờ chuyện này đã đi quá xa, làm ảnh hưởng đến gia đình của Huy và rất ảnh hưởng đến tâm trạng sức khỏe của Mai Phương. Nên hôm nay Huy buộc phải lên tiếng. Huy có lỗi khi đã không lo lắng cho mẹ con Mai Phương nhiều hơn. Nhưng Huy chưa hề bỏ bê mẹ con Mai Phương khi ở bên cạnh Phương trong giây phút vượt cạn, cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Mặc dù đó Huy và Phương đã không có duyên nợ để đi tiếp cùng nhau, nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi. Sau khi Huy sang Mỹ định cư lúc La Vi 2 tuổi, Huy và Mai Phương vẫn là người bạn tốt của nhau, vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn là chim để La Vi không quên mặt bà. Phương cũng hiểu tình hình của Huy, không đòi hỏi chu cấp, nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn gửi qua và hỗ trợ một phần nhỏ để cho La Vi. Trong những ngày qua khi biết tin Phương lâm bệnh, Huy sốc và rất buồn. 2 tuần trước, lúc biết tin Huy không còn tìm được sự thật và còn khuyên Phương đi khám lại để cho nơi chắc chắn. Lúc mới biết tin, Huy không có thể tin được sự thật là khuyên Phương đi khám lại vài nơi cho chắc chắn. Nhưng điều không ai mong muốn đã là sự thật.
khi hụt hẫng và dưới sự tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng, khi hoàn toàn suy sụp tinh thần. Huy rất muốn bay về với Phương và La Vi, Huy ước mình có thể làm được điều đó, nhưng hiện tại một vài lý do bất khả kháng nên Huy kêu thế về ngay được. Huy mong là trong thời gian gần đây, vấn đề của Huy có thể giải quyết ổn thỏa, vì lúc đó Huy sẽ lập tức bay về Việt Nam. Huy nói điều này là thật tình, mong mọi người thông cảm cho Huy, vì tương lai của bé La Vi hiện giờ, khi bên Mỹ vẫn chưa ổn định, Huy chưa thể về Việt Nam. Huy vẫn liên lạc với Phương mỗi ngày để động viên vợ, ủng hộ tinh thần cho Phương, khuyên Phương phải luôn kiên cường giữ gìn tâm thái thật tốt để chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh đó, Huy cũng thường xuyên liên lạc với những người bên cạnh chăm sóc Mai Phương để cập nhật tình hình sức khỏe của Phương và cuộc sống của La Vi. Phương hiện tại đang tiếp nhận điều trị, nhưng vẫn khuyên Huy giữ gìn sức khỏe và đừng buồn vì những lời công kích không hay trên mạng. Trong những ngày qua bên cạnh việc tấn công và nhận Huy, vì có những bạn quá kích đã tấn công Huy, đập cửa phá rồi, và có những lời không hay đến ba mẹ và gia đình Huy. Còn đối với Huy, vài ngày gần đây, mỗi khi Huy đăng lịch diện bài show thì các bạn lại vào để những lời comment nói nặng nề và kiểm nhà, thậm chí đe dọa bỏ show và muốn có sự xuất hiện của Huy thì sẽ tới phá rồi. Các bạn ơi, Huy cần phải kiểm sống để còn có thể khả năng hỗ trợ cho mẹ con Mai Phương. Còn trong mối quan hệ của Phương và Huy, trên tình cảm của hai người, Huy chỉ có thể nói là hiện giờ Huy và Phương vẫn là người bạn tốt, quan tâm lẫn nhau. Vì có một tình yêu là bé là Vi, xin các bạn chúc Huy và Phương giữ được mối quan hệ đẹp này. Có đến với ai hay đồng hành cùng ai thì cũng đều là sau Huy và Phương đã không còn bên nhau. Xin các bạn tôn trọng quyền riêng tư của Phương và Huy mà không đào sâu vấn đề này để gây ảnh hưởng đến tình hình của cả hai, khi một người thì đang chữa bệnh và một người thì đang cần mưu sinh. Xin các bạn đừng tấn công Huy, gia đình và những người bên cạnh Huy, vì chuyện này không mong muốn xảy ra, và điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của Mai Phương. Huy cảm ơn rất nhiều người đang bên cạnh chăm sóc cho Mai Phương và lo cho bé là Vi trong lúc này. Huy cũng cảm ơn những quan tâm và những đóng góp giúp đỡ của Phương trong những ngày qua. Lời sau cùng, Huy tha thiết gửi những lời yêu thương Mai Phương. Huy không bào chữa hay biện minh cho những thiếu sót của mình, nhưng nếu các bạn thật sự thương Mai Phương và bé La Vi thì trong lúc này xin dành thời gian để cầu nguyện cho Mai Phương được sớm vượt qua bão bệnh, để có thể khỏe lại và tiếp tục con đường nghệ thuật của mình, cống hiến đến khán giả những bộ phim, vở kịch và bài hát thật hay. Xin giúp Huy và cho Phương tinh thần tốt nhất, không bận lòng để tập trung chữa bệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.